cô gái này từ từ đưa tay xuống dưới, tay nghề cực kỳ điêu luyện, khuôn mặt ông lão rất hưởng thụ, dường như sống lại thời thanh xuân trong quá khứ. Người phụ nữ duyên dáng quyến rũ này đang massage, còn đối tượng massage của cô lại chính là ông lão 70 tuổi. Chỉ cần bạn hài hước, tự tin và phong độ, thì đến đồng nghiệp xinh đẹp cũng đều dễ dàng đổ gục. It was nice to have an adult conversation with an adult man, you know what I mean? Đừng vội ngạc nhiên, rất có thể bên cạnh bạn cũng có người đồng nghiệp như vậy. Tên ông ấy là Solomon, mặc dù đã hơn 70 tuổi nhưng ông vẫn có kế hoạch cho sự nghiệp của riêng mình. Hãy xem ông ấy vượt qua những khó khăn ở nơi làm việc như thế nào nhé. Mỗi ngày đều đi làm đúng giờ chỉ là thao tác cơ bản. Thời gian rảnh thì chủ động chuyển phát nhanh giúp đồng nghiệp. Như vậy thì ông ấy có thể tìm hiểu nhanh chóng về người phụ trách từng vị trí. Có những lúc còn dựa vào nhiều năm kinh nghiệm để hướng dẫn nhân viên mới. Cách làm cực kỳ thảo mai ở chỗ làm rất nhanh đã có lợi cho ông. Thậm chí còn có cả một đám đàn em hâm mộ ông. Nhưng lớn tuổi cũng là một trong những điểm yếu của ông ấy. Những người khác đi làm đều dùng điện thoại smartphone hiện đại có gắn USB. Nhưng còn ông ấy, mở chiếc cặp cổ lỗ sĩ của mình ra, lấy bút, đồng hồ và điện thoại cục gạch ra. Đồng nghiệp bên cạnh nhìn đều sững sờ. Những món đồ này nhìn như bảo vật quốc gia vậy. Thời đại đã thay đổi, Solomon thậm chí không biết bật máy tính. Vừa mở máy tính lên thì ông nhận được một email mới. Trong chớp mắt ông đã trở thành thư ký riêng của giám đốc. Nhìn biểu cảm của đồng nghiệp, Solomon biết rằng người giám đốc này nhất định không phải dạng vừa. Giám đốc của ông ta đúng thật rất tuyệt vời. Tên cô ấy là Jenny, mới hơn 20 tuổi nhưng rất tài giỏi. Thành lập công ty cách đây 18 tháng, 4 tháng trước bắt đầu kinh doanh thương mại điện tử. Từ công ty chỉ có 4 nhân viên mà đã phát triển thành hơn 200 nhân viên như bây giờ. Nhược điểm duy nhất của cô chính là tính cách quá mạnh mẽ. Để tiết kiệm thời gian, cô đã trực tiếp dùng xe đạp thay cho đi bộ. Vì vậy, trong lần đầu tiên Jenny gặp Solomon, cô đã đàn áp tinh thần với ông lão. Cô ấy nói rằng sẽ không giao cho ông ấy bất cứ việc gì. Cô nhận ông ấy chỉ vì muốn làm gương cho các phòng ban khác. Thậm chí cô ấy còn chế nhạo bộ quần áo lỗi thời của Solomon. Nhưng Solomon không để tâm. Ông đã lăn lộn trên thị trường 40 năm nay thì có khó khăn nào mà chưa gặp qua chứ. I'll wait to hear from you. Vậy là ông ấy quyết định làm một chuyện lớn vào ngày hôm sau. Cũng vì chuyện này khiến sếp nhìn ông bằng một ánh mắt khác. Công việc duy nhất của ông ấy chính là đợi đến lúc tan làm. Lương vẫn nhận đều đều vào cuối tháng. Đây là ước mơ của bao nhiêu nhân viên ngày ngày làm việc cực nhọc. Nhưng ông ấy cũng không muốn mãi mờ nhạt như vậy. Chiếc bàn bừa bộn trong góc làm việc của văn phòng này đều khiến cho Jenny cau mày tức tối mỗi lần đi ngang qua. Thậm chí cô còn nghĩ đến việc tăng ca để xử lý mớ hỗn độn đó. Nhưng vào sáng nay chiếc bàn đã được dọn dẹp rất sạch sẽ. I swear I was gonna stay late and do this myself. Wasn't me. Ben came in at 7 this morning and did it. Điều này làm cho tất cả mọi người đều thừa nhận người đồng nghiệp lớn tuổi này, trong đó bao gồm cả nữ chủ tịch Jenny. Công ty luôn thưởng phạt rõ ràng. Rất nhanh công ty đã điều đến một người đấm bóp massage cho Solomon. Tay nghề của cô ấy rất điêu luyện và táo bạo. Ngay cả Solomon 70 tuổi cũng có thể khiến ông dồi dào tinh lực. Thật hiếm khi Anna gặp được một khách hàng như này, nên đã để lại danh thiếp của mình để cho lần sau. Solomon sau khi được massage thoải mái thì vô tình nhìn thấy tài xế của giám đốc đang uống rượu. Ông không nói lời nào lập tức đi xuống lầu. Look, I don't want to make you feel uncomfortable, but I just happened to have looked out the window and it appeared you were drinking something from a paper bag. I don't know what you're talking about, man. Why don't you tell me you can't drive it today? Vì thế mà Solomon đã làm tài xế cho Jenny trong một ngày. Nhưng Jenny trong xe hơi vẫn rất không hài lòng với Solomon. Ông ta lén lút nhắn tin muốn chuyển ông sang bộ phận khác. Một mình Jenny bận rộn ở văn phòng đến đêm khuya. Chỉ có mỗi Solomon là âm thầm ở lại bên cạnh Jenny. Cô mang đồ uống đến và hỏi lý do tại sao ông ấy lại tăng ca. Solomon nói, giám đốc chưa tan làm thì tôi vẫn chưa thể về được. Jenny lúc này rất ngạc nhiên, cô ấy cũng bắt đầu mở lòng. Trong lúc trò chuyện thì cô được biết chỗ này là nơi làm việc cũ của Solomon. Ông ấy đã làm việc hơn 40 năm. Ông luôn cố gắng hết mình và lên được chức phó giám đốc. Jenny không khỏi ngạc nhiên trước thái độ làm việc và sự nhiệt tình trong cuộc sống của Solomon. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên cô không bàn về công việc ở trong công ty. Trên đường đưa Jenny về nhà, cô ấy lần đầu tiên ngủ quên trên xe, giống như người đẹp ngủ trong rừng trong chuyện cổ tích. Oh, we're here? Yeah. Was that story? No, just sleep. Rất rõ ràng, Solomon đã ngầm đem lại cho Jenny cảm giác an toàn. Và Jenny đã có cái nhìn khác về người thư ký 70 tuổi này của mình. Sáng sớm hôm sau Jenny vội vã ra ngoài đến công ty. Vốn nghĩ rằng Solomon sẽ đến đón cô nhưng khi lên xe thì Jenny chết lặng. Đây là một nữ tài xế hoàn toàn xa lạ với cô. Nữ tài xế này vừa nổ máy xe thì đã suýt gây ra tai nạn. Bà ấy còn quay đầu sang và mắng chửi dữ dội. Rồi quay lại nói với Jenny đừng sợ nhưng bà ấy lại quên nhìn đường phía trước. Jenny không còn cách nào chỉ đành trực tiếp lái xe. Đến lúc này cô mới nhớ ra Solomon đã bị mình chuyển sang bộ phận khác. Jenny vội vã đến công ty, nhìn thấy Solomon đang ở quầy cà phê. Cô ấy nhanh chóng xin lỗi, bởi chỉ có ông mới cho cô cảm giác an toàn. Cô ấy không thể xa ông ấy được nữa. Sau khi Solomon quay trở lại, cô ấy đã đem bàn làm việc của ông chuyển sang bàn trợ lý. Sau này những giấy tờ chuyển đến sẽ để Solomon xem trước. Điều này khiến trợ lý vô cùng kinh ngạc. Cô là sinh viên tốt nghiệp đại học lại giỏi, đến công ty làm việc hơn nửa năm, mỗi ngày chỉ biết làm việc vặt. Tại sao lại bị chuyển đi chỉ vì một ông già mới đến làm việc một tuần chứ?
Rốt cuộc giám đốc tại sao lại làm như vậy? Solomon nghe vậy lặng lẽ cất vào trong lòng. Một ông già 70 tuổi tại sao có thể thay thế được sinh viên tốt nghiệp đại học lại giỏi ở nơi làm việc chứ? Chỉ một chữ thôi, đó là kinh nghiệm. Ví dụ, ông ấy dùng nhiều năm kinh nghiệm của mình giúp công ty giải quyết vấn đề tiêu thụ khách hàng, nhưng lại nói rằng trợ lý cũ cũng đã làm việc chăm chỉ và cả hai đã cùng nhau giải quyết vấn đề. Như vậy vừa không đắc tội với đồng nghiệp, đây chính là cách để tồn tại ở nơi làm việc. Ông ấy dựa trên kinh nghiệm của mình thấy được kỹ thuật massage của Anna rất chuyên nghiệp, vừa là nhân viên chuyên nghiệp của công ty mà lại vừa khiến bản thân cảm thấy thoải mái. Đây chính là phúc lợi mà kinh nghiệm mang đến. Kể từ đó, Jenny cũng coi Solomon là một phần trong cuộc sống của mình. Chồng cô là một đầu bếp toàn thời gian, rửa bát nấu cơm chăm con, còn cô là một người phụ nữ mạnh mẽ an nhàn. Hôm nay xong việc hơi muộn, Jenny cảm thấy hơi có lỗi với chồng, nên đã lên kế hoạch để bù đắp cho anh ấy. Nhưng chồng cô lại không có hứng, Jenny cũng vậy mà mất hứng theo. Vừa lúc đó chồng cô quay lại, Jenny nhen nhóm hy vọng, nhưng tiếc rằng Jenny đã cãi nhau với mẹ cô một trận khi trên đường đến công ty. Vừa cúp máy, cô đã lập tức gửi tin nhắn cho bạn thân, nhưng lại vô tình gửi nhầm cho mẹ cô ấy. Đợi khi đến công ty rồi cô mới phát hiện ra, mẹ cô bị bệnh tim. Nếu như bà đọc được tin nhắn này thì hậu quả rất khó lường. Lúc này Solomon dẫn theo một vài người nữa đến nhà mẹ Jenny. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm của mình, ông ấy đã tìm thấy chìa khóa dưới lọ hoa. Vừa mở cửa, chuông báo động vang lên khắp căn nhà. Sau khi bọn họ tìm thấy tin nhắn đã lập tức xóa nó đi rồi nhanh chóng quay về. Solomon không ngờ rằng bản thân đã lớn tuổi nhưng vẫn có cơ hội làm một việc vừa tốc độ và kịch tính như vậy. Jenny vì để cảm ơn họ nên đã đặc biệt mở một bữa tiệc. Hôm nay cô ấy uống hơi nhiều nên đã lỡ miệng nói ra những khó khăn khi tự mình khởi nghiệp. Cô ấy hiện giờ rất mệt mỏi, rồi nghiêng người trong vô thức tựa vào ngực của Solomon, bởi vì ở đây cô mới có cảm giác an toàn. Hôm sau, Solomon đang trên đường đi làm thì tình cờ nhìn thấy chồng của Jenny đang ngoại tình với người phụ nữ khác. Ngay sau đó Jenny đã gửi tin nhắn đến. Solomon do dự một lúc rồi quyết định chôn giấu bí mật này trong lòng. Hôm nay Jenny đã đưa ông ấy đi phỏng vấn CEO mới. Trên máy bay, Solomon luôn tỏ ra do dự ngập ngừng. Jenny đã nhìn ra tâm sự của ông. Buổi tối ở khách sạn, Jenny ngủ không được, nên cô ấy đã gọi Solomon đến phòng của mình. Chính vào tối hôm đó, hai người đã mở lòng với nhau. Jenny biết chồng mình lừa dối, chỉ là cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã sai. Do cô bận rộn với sự nghiệp của mình và bỏ mặc anh ấy, mà đợt tuyển dụng CEO lần này cũng là để mình sẽ toàn tâm toàn ý với gia đình hơn. Solomon lúc này cũng không có ý kiến gì. Sự nhẫn nhịn của cô thật sự có hiệu quả hay không? Buổi phỏng vấn diễn ra tốt đẹp, Jenny cũng quyết định cho chồng mình một cơ hội khác. Nhưng làm thế nào có thể thay đổi sự thực được chứ? Bây giờ cô đang rất mơ hồ, vì vậy cô đã tìm đến Solomon một lần nữa. Solomon cuối cùng đã nói ra những suy nghĩ thật sự của mình. You should feel nothing but great about what you've done, and I'd hate to see you let anyone take that away from you. Thực ra đây cũng là suy nghĩ trong lòng của Jenny, chỉ là cần ai đó trực tiếp thay mình nói ra. Vào thời điểm này, Solomon chính là một người cha, một người thầy và một người bạn. Jenny tiếp tục quay về công ty làm CEO, và người chồng đã đến tận nơi để thành thật xin lỗi cô. Hai người đã trở lại với nhau. Khi cô ấy vội vàng định đến báo tin vui cho Solomon thì phát hiện ra ông ấy đã biến mất. Cuối cùng cô nhìn thấy Solomon đang tập dưỡng sinh ở trong công viên. Ông ấy gọi Jenny đến để cảm nhận khoảng khắc này. Đây chính là thái độ của Solomon đối với thế giới. Kết giao bạn bè mềm mại như nước, giữ vững ý thức và phong thái, mà không làm mất nguyên tắc của mình. Nhiệt tình, không khiêm tốn cũng không hống hách. Video đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn.